Hoa hậu Giáng My, Người đẹp không tuổi, ngôi sao của thời phim Mì ăn liền. Giáng My sinh năm 1971 tại tỉnh Phú Thọ, là nàng hậu xinh đẹp của cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Với nhan sắc vượt thời gian và cuộc sống giàu sang cùng khối tài sản siêu khủng nhiều người mơ ước, sau khi đăng quang, cô nàng đã dấn thân vào showbiz và thử sức ở nhiều lĩnh vực. Giáng My khi sinh ra có thể nói đã ở vạch đích, trong một gia đình nghệ thuật, bố cô là đạo diễn có tiếng, còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Cái tên Giáng My có nét đẹp cũng giống như nhan sắc lộng lẫy và tinh khôi của chị vậy. Nốt mi Giáng trên khuôn nhạc là nốt nhạc thanh tao và đẹp nhất trong nhạc phổ. Không phụ lòng cha mẹ, ngay từ nhỏ, Giáng My đã rất có tài năng trong nghệ thuật. Chị vào học nhạc viện Hà Nội khi còn ở tuổi mẫu giáo. Ban đầu, Giáng My học bộ môn đàn dân tộc, nhưng sau này các thầy cô nhận ra Giáng My có tài âm nhạc. Vậy là chị chính thức chuyển sang học piano từ năm 6 tuổi. Khi bước vào độ tuổi xinh đẹp, nhà trường cử chị tham gia rất nhiều cuộc thi như Hoa hậu Báo Tiền Phong, Hoa hậu Hà Nội. Nhưng chị không đi vì hầu hết đều trùng vào mùa thi học kỳ. Cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng đến với chị như một mối duyên. Khi tham dự cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, các thầy cô ở Nhạc viện Hà Nội chỉ định cho Giáng My đi thi, nhưng chị đã trốn, bởi ngày đó việc thi Hoa hậu không có ma lực với những cô gái trẻ như bây giờ. Ước muốn giản dị của Giáng My thời đó chỉ là học tập và phát huy năng khiếu piano của mình. Song dù vậy, số phận đã sắp đặt cho Giáng My thành Hoa hậu. Với nhan sắc vượt trội, hình thể nổi bật, lại có năng khiếu trong âm nhạc, cộng với câu trả lời ứng xử thông minh, Giáng My đã vượt qua các thí sinh khác để chinh phục những con mắt khó tính nhất của ban giám khảo và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đền Hùng một cách xứng đáng. Giáng My ngày càng biết cách ghi điểm trong mắt công chúng, không chỉ bằng tài năng mà cả nhan sắc xinh đẹp, thanh lịch theo từng thời điểm. Sau khi đăng quang, cuộc đời Giáng My đã bước sang một trang mới với nhiều dự định. Tốt nghiệp trường Nhạc viện Hà Nội, Giáng My chính thức góp tên vào làng giải trí. Người đẹp từng đảm nhận vai trò người mẫu và diễn viên. Năm 92, Giáng My được tham gia chuyến giao lưu văn hóa tại Trung Quốc với đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Sau khi về nước, chị được tuyển vào đoàn. Là thành viên của đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn, Giáng My không chỉ dừng lại ở ca hát. Người xem còn có thể nhìn Giáng My hóa thân ở nhiều vai trò khác nhau. Khi là một người mẫu duyên dáng trên sàn diễn, lúc lại là một MC nhanh nhẹn, thanh lịch. Sự trải nghiệm qua nhiều vai trò đã giúp Giáng My cọ sát với nghề. Dù đứng ở sân khấu nào, Hoa hậu Đền Hùng cũng luôn tỏa sáng, khẳng định được mình. Cũng chính từ vương miện Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My may mắn được các đạo diễn mời đóng một loạt các vai chính trong các phim nói về Hoa hậu như Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng Hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, vân vân. Và kể từ đó, chị đã có hơn 40 vai chính trong sự nghiệp diễn xuất. Ở thập niên 90, Giáng My và Lý Hùng là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của điện ảnh Việt, luôn luôn xuất hiện trong các bộ phim đình đám, thu hút nhiều khán giả như Kế hoạch 99, Sài Gòn trong trái tim em, Truy nã tội phạm quốc tế, Phi vụ Phượng Hoàng, Tráng sĩ Bồ Đề, vân vân. Mỗi một bộ phim để lại cho Giáng My một kỷ niệm dễ thương, như phim Sài Gòn trong trái tim em. Theo dự tính sẽ có 40 diễn viên Việt Nam sang Úc để quay, nhưng đến khi làm thủ tục, chỉ có 4 người là Lý Hùng, Lý Sơn, Lý Hương và chị có visa để sang nước bạn. Thế nên, thay vì một bộ phim quy tụ đầy đủ các anh chị em diễn viên chuyên nghiệp như ý đồ ban đầu, thì chỉ còn 4 người và một dàn diễn viên không chuyên của Úc. Bộ phim cuối cùng cũng quay xong, nhưng tai nạn nghề nghiệp này không bao giờ làm chị quên được. Hay như thời đi học, Giáng My đã đóng phim Hoa hậu mồ côi với các diễn viên gạo cội của hãng phim Truyện Một Việt Nam. Diễn viên Trần Tiến trong vai bố đã mời chị nếm thử cà phê. Khi đó khó khăn, nào có biết cà phê là gì, chị đã nếm thử một giọt để xem nó lạ như thế nào. Và với chỉ một giọt cà phê đó, chị đã bị say và chóng mặt suốt cả buổi sáng, làm cho cả đoàn phải dừng quay trong nửa ngày để chờ chị tỉnh lại. Tên tuổi Giáng My và các bạn diễn cùng thời cứ thế đi lên vào thời kỳ thịnh vượng nhất của điện ảnh Việt Nam. Bất kể đó là dòng phim nào, chỉ cần có khán giả xem, được khán giả yêu mến đã là niềm hạnh phúc đối với Giáng My. Chị đã cùng với Lý Hùng đóng một loạt phim hợp tác với Đài Loan, Úc, Hồng Kông.
Những trải nghiệm đó, chị luôn ghi nhớ trong mình như một phần của chặng đường đưa chị đến với thành công. Lý Hùng từng chia sẻ rằng Giáng My chính là người tình lý tưởng nhất. Anh nói, Giáng My có một vẻ đẹp riêng, rất quý phái và sang trọng, không lẫn được với người nào hết. Cô ấy hợp với những vai hoàng hậu, công chúa, đi lại nhẹ nhàng, thanh cảnh, chứ không hợp với vai những người đàn bà vất vả, lam lũ. Dù đã đóng chung với nhau nhiều phim, có rất nhiều cảnh hôn nhau lãng mạn, nhưng tất cả chỉ là hôn giả khi bắt đầu cảnh diễn là đạo diễn cho chuyển hướng máy quay đi hướng khác. Khi Giáng My sang Hồng Kông quay phim, họ thuê địa điểm diễn viên cứ thế đóng liên tục đến bao giờ hết vai thì thôi. Chị đã từng có 25 ngày gần như không ngủ để hoàn thành một bộ phim, đã ký hợp đồng 5 phim nhưng sau khi quay phim đầu tiên là Thử thách tình đời với Âu Cẩm Đường, Hồng Hân, chị đã xin về nước để sống lại theo giờ Việt Nam, sinh hoạt theo thói quen của mình. Bởi đối với chị, không có một sự sáng tạo nghệ thuật nào có thể làm ngày đêm mà đem lại hiệu quả tốt. Ở xứ bạn, điện ảnh là một guồng máy công nghiệp nên họ phải tận dụng tối đa để tiết kiệm, nhưng chị không thể phù hợp được với cách làm việc đó. Xin về nước không có nghĩa là chị không chuyên nghiệp. Giáng My vẫn hoàn thành tốt vai diễn đó nhưng không thể tiếp tục các phim tiếp theo với tiến độ như vậy. Giáng My lao vào điện ảnh một cách hăng say và cống hiến nhiều vai diễn ấn tượng. Không truyền thông, không lăng xê dữ dội như thời kỳ bùng nổ. Chỉ bằng tài năng và sự lao động nghiêm túc của mình, chị vẫn đam mê nghệ thuật hết mình mà ít khi để ý đến những thứ khác. Thành công có phải chỉ đến với người yêu công việc cuồng nhiệt? Không chỉ dừng lại ở hoạt động nghệ thuật, chị còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh cá nhân. Những khi không đi diễn, chị đắm mình trong những màu sắc rực rỡ ở cửa hàng tranh sơn dầu tại đường Đồng Khởi, quận 1. Giáng My chia sẻ, khi mới bắt đầu công việc cửa hàng tranh của mình, chị gặp không ít khó khăn. Như việc chọn tranh và ý nghĩa của từng bức tranh, rồi gói quà, tất cả những công việc này chị đều phải tự học mỗi ngày. Cũng chính vì thế, người đẹp sinh năm 1971 đã tự rèn luyện bản thân và không ngừng học hỏi, trau dồi ngoại ngữ. Năm 2007, Giáng My còn thử sức với vai trò giám khảo khi được mời tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ ở Thái Lan. Cũng trong năm này, chị đã thành lập công ty GMRO nhằm mục đích kinh doanh các dịch vụ truyền thông. Đối với Hoa hậu Đình Hùng Giáng My, mỗi công việc chị trải qua, tất cả đều mang đến cho bản thân chị sự thành công nhất định và chị dùng nó để phục vụ con đường nghệ thuật của mình. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, Giáng My đã sở hữu được khối tài sản khủng và cuộc sống hạnh phúc bên con gái của mình. Những gì mà Giáng My có được ngày hôm nay chính là thành quả trong suốt hơn 20 năm lao động miệt mài của bản thân. Hiện nay, chị đang sống trong một căn biệt thự tráng lệ tại thành phố Thủ Đức với sức chứa lên đến 200 người ở đại sảnh. Là người của công chúng, chị không ngại chi tiền cho những lần xuất hiện trước báo chí, truyền thông. Bộ sưu tập túi sách của chị có giá trị vài trăm triệu từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel hay Dior. Câu chuyện Giáng My làm mẹ đơn thân và cô con gái duy nhất của mình có tên là Anh Sa thì hầu như ai cũng biết. Thế nhưng, trong suốt 20 năm qua, nàng hậu chưa bao giờ nhắc đến cha đẻ của con gái mình. Lần gần nhất chị lên tiếng là vào sự kiện của ca sĩ Sunri, thành viên ban nhạc Big Bang Hàn Quốc sang Việt Nam, khi cư dân mạng phát hiện Anh Sa là con gái của ông Dũng, chủ tịch tập đoàn bất động sản. Nếu như phong cách thời trẻ của nàng hậu khiến người hâm mộ phải trầm trồ khen ngợi, thì hiện tại, ở độ tuổi U50, Giáng My vẫn giữ vững phong độ, được ví như người đẹp bị thời gian bỏ quên. Trên trang cá nhân của mình, chị thường xuyên cập nhật hình ảnh bản thân. Gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, làn da trắng mịn không tì vết của chị thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Có lần, người đẹp còn không ngại khoe khoảnh khắc diện đồ bơi với những đường cắt xẻ táo bạo. Theo báo Nghệ An, khi được hỏi đâu là bí quyết giữ nhan sắc trẻ trung, Giáng My đã tiết lộ: "Tôi ăn tất cả những gì mình thích và không quá khắt khe kiểu bó người trong các loại áo nịt không thở nổi. Tôi sống lành mạnh với tư tưởng thoải mái, không tự gây áp lực cho bản thân. Sau này, tôi sống thanh thản, xem nhẹ mọi chuyện. Có một câu nói tôi luôn tự dặn mình hàng ngày, đó là đừng lấy lỗi lầm người khác trừng phạt bản thân mình. Yếu tố tinh thần quyết định rất lớn đến sự tươi trẻ." Bên cạnh gương mặt, vóc dáng trời phú, Giáng My còn có phong cách thời trang rất bắt mắt.
người đẹp có thể biến hóa hết sức đa dạng với nhiều phong cách khác nhau. Gần đây, những khoảnh khắc chị chỉnh trang cho mẹ và chụp ảnh cùng cũng khiến cư dân mạng suýt xoa.